Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Góc bếp của Hằng Linh. Hôm nay thì các bạn cùng mình vào bếp làm một thức uống với nguyên liệu là sữa tươi nè, thêm vị thơm thơm của cà phê, dai của xương sáo và một ít hạt chia. Chính là món sữa tươi, cà phê, xương sáo, hạt chia. Để thực hiện cái món thức uống này thì mình cần có là cái xương sáo đen. Ở đây mình sẽ dùng cái gói bột xương sáo đen khoảng 50g. Các bạn có thể mua ở siêu thị hoặc chợ những loại xương sáo đen mà các bạn yêu thích nha. Mình sẽ nấu xương sáo đen này. Đối với loại xương sáo đen của mình á, thì mình sẽ sử dụng 200ml nước. Mình sẽ cho bột xương sáo vào, sau đó mình sẽ hòa tan cái xương sáo này với nước. Các bạn hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách nhấn chuông đăng ký để mình có nhiều động lực ra thêm video mới nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp đến thì mình sẽ nấu sôi 800ml nước. Sau đó mình sẽ cho cái hỗn hợp xương sáo mà mình đã hòa tan với nước lúc nãy vào nha. Mình sẽ nấu cho xương sáo đến khi nào mà nó sệt lại giống như hồ đó các bạn. Các bạn nấu một hồi nó sẽ sệt lại như hồ thì lúc đó là được rồi nha. Sau khi mà xương sáo đã sệt lại như hồ rồi thì mình chuẩn bị thêm cái khuôn. Ở đây mình sử dụng cái khuôn thủy tinh như nè. Mình sẽ cho xương sáo vào. Các bạn sẽ để xương sáo nguội lại thì xương sáo sẽ đặt lại nha. Mình dùng khoảng 50g hạt chia. Mình sẽ cho nước vào trong hạt chia này để mình ngâm hạt chia của mình nha. Ở đây mình dùng khoảng 120ml nước nha các bạn. Mình sẽ pha cà phê nè. Ở đây mình dùng khoảng 25-30g cà phê. Ở nhà các bạn thích cái loại cà phê nào thì các bạn dùng loại cà phê đó nha. Mình sẽ cho cà phê vào trong phin. Sau đó thì các bạn sẽ cho vào đây một ít nước. Nước sôi nha các bạn. Mình sẽ đợi cho cà phê nó nở ra các bạn, khoảng 30 giây nha. Sau đó thì mình sẽ cho nhiều nước lên. Cà phê của mình nè các bạn. Đây mình đã thu được cái cà phê đen này các bạn. Cái mùi cà phê rất là thơm luôn nha. Xương sáo của mình nó đã đặt lại là nó nguội lại, nó đặt lại rồi nè. Bây giờ mình sẽ cắt cái xương sáo này ra thành những cái khối xương sáo nhỏ nha. Mình sẽ bắt đầu pha nước nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho sữa tươi vào nè. Các bạn dùng khoảng 100-150ml sữa tươi nha. Mình cho sữa đặc vào. Ở đây mình dùng khoảng 30ml sữa đặc nha các bạn. Tiếp đến mình sẽ cho hạt chia đã ngâm nở đâu nè. Mình sẽ khuấy đều lên. Sau đó thì các bạn cho đá vào nha. Mình sẽ cho xương sáo vào nè. Cuối cùng thì mình sẽ cho cà phê vào nha các bạn. Như vậy là cái ly sữa tươi, cà phê, xương sáo, hạt chia của mình đã xong rồi nè. Mình thưởng thức thôi nào. Các bạn hãy vào bếp làm món này với mình nha. Yêu thích video của mình thì hãy nhấn chuông đăng ký kênh của mình nha. Chào tạm biệt các bạn.